Dạ, chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ trên màn hình. Kính thưa quý vị, trong quý vị đã trên coi trên đài truyền hình trong cái show ngày hôm nay, quý vị thấy trong cái sự đề tài là chúng ta cần có nhau, bốn huynh đệ của chúng tôi ở đây thật sự cần có nhau và cũng cần những cái đài cũng như cần quý khán thính giả của quý đồng hương trong cái sự chia sẻ trong đời sống hàng ngày. Kính thưa quý vị, từ ở góc nhìn về sự mỗi con người gắn bó với nhau như thế nào, quan niệm của Phật giáo cho rằng gặp nhau là duyên và nợ, và khi một cái người đã đi trong cái đời sống vào trong cuộc đời của mình thì có những người mà chúng ta thấy rằng có cảm tình gặp ngay và có những người thì chúng ta có những cái vấn đề khác nhau. Chính vì ở điểm đó mà chúng ta thấy đó là một sự ràng buộc. Một sự ràng buộc quan hệ của mới sinh ra là sự ràng buộc quan hệ huyết thống với lại cha mẹ, với lại anh em. Một sự ràng buộc quan hệ nữa khi lớn lên, sự học hành qua trường học và những thầy cô giáo. Và một sự ràng buộc trong đời sống hàng ngày. Thí dụ căn bản nhất, cần một chiếc xe sửa thì chúng ta phải cần một người thợ sửa xe, hoặc bệnh hoạn thì cần một người bác sĩ. Trong cái ở mỗi cá nhân sống trong một gia đình, một cộng đồng, một xã hội, và xa hơn là của một đất nước và của thế gian, chúng ta có những cái ràng buộc với nhau. Và từ ở điểm đó thì chúng ta thấy rằng tự mình bảo rằng có thể đứng một mình không thể cần ai, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy không thể thực hiện được. Tại vì ngay cả huyết thống thì chúng ta đã cần đến cha mẹ rồi. Trong cái những ý nghĩa đó thì kính mời quý vị chia sẻ những cái cảm nhận. Kính mời Linh Mục Trần Ngọc Hùng. Kính thưa cư sĩ, quý ngài và quý vị, nếu mà chúng tôi nghĩ là nếu mình sống một nơi xa xôi, không có biết ai, không có quan tâm đến ai, chắc là không có thể nào mà phát triển nổi, cũng không có thể là không biết yêu thương, không biết quan tâm những người khác, không biết lo lắng cho người khác. Nhưng mà khi mà chung đụng cảm thấy được cái sự mà vì cái sự mà tình yêu thương Chúa đã gieo vào trong lòng của chúng tôi, nên là muốn phát xuất ra những gì mà Chúa cho để mà đến với tha nhân, nó luôn có sự mà liên kết với nhau. Chúa sự cùng nói rằng là thầy là cây nho, các con là ngành, và ngành nào kết hợp với cây nho thì sẽ sinh hoa trái. Là sức lực đây chính Chúa sự là cái nguồn gốc, là cái nơi mà ban phước, ban cho một cái ân lành, cái ân sủng. Và chỉ có khi nào mà tháp nhập vào cây nho mới khám phá ra được là mình có điều gì trong cuộc sống để mà mang ra cho nhân loại, cho tha nhân qua sự mà yêu thương những người chung quanh. Nên chúng ta sống cần những người chung quanh. Chúng tôi cần có ông bà, anh chị em, chúng tôi cần có những người chung quanh, và nhất là cần có Chúa trong cuộc sống để mà mình luôn sống. Tại vì chúng ta không phải là cái hòn đảo đơn độc riêng rẽ, nhưng mà luôn luôn có sự mà liên kết nương tựa lẫn nhau. Chính vì vậy là qua sự liên kết đó chúng ta khám phá ra nguồn hạnh phúc là sức mạnh từ nơi Thiên Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh Mục. Kính mời Hòa Thượng. Dạ, kính thưa quý ngài và thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là và bước vào thế kỷ của thứ 21 này, khoa học kỹ thuật, sự khám phá phát minh do bởi những con người trắc tuyệt đã làm cho cái cuộc sống của chúng ta trong cuộc sống chung này nó quá nhiều cái giá trị để lựa chọn. Vì quá nhiều để dựa là giá trị để lựa chọn, cho nên đôi khi chúng ta rất là coi thường, và thậm chí coi thường có nhau nữa. Nhưng mà giả sử rằng chúng ta không có những tiện nghi này đi, giả sử rằng chúng ta không có người bên cạnh, vợ không có chồng, chồng không có vợ, cha mẹ không có con cái, bạn bè không có nhau, đồng hương đồng loại không có nhau, chúng ta trơ vơ một mình, thì chúng ta liền thấy rằng cái cuộc sống chung nó rất là cần. Nói tóm lại, cuộc sống cần có nhau, nhưng cái điều quan trọng vẫn là có làm sao để đem lại niềm vui cho nhau, đem lại nụ cười, đem lại sự khích lệ, đem lại sự giúp đỡ, đem lại sự yêu thương, đem lại cái sự lợi ích. Thì điều đó hàng ngày của chúng ta đâm chiêu và cố gắng tìm học hỏi. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta ở đất nước Hoa Kỳ này
chúng ta có nhiều giá trị để lựa chọn. Giống như mà chúng ta đi vào một cái chợ, một cái chỗ mua sắm thì quá nhiều những thứ để cho chúng ta nhìn, chúng ta ngắm và chúng ta coi cái món đồ nào mà thích hợp thì chúng ta có thể mua và đem về. Do vậy cái cuộc sống ở đây, trong cái sống chung này, ở một xã hội đất nước dân chủ tự do, thì cuộc sống chung của chúng ta quá nhiều cơ hội để cho mỗi của người của chúng ta để áp dụng những cái gì mà tốt đẹp nhất, cái sự góp phần tốt đẹp nhất, cái sự học hỏi tốt đẹp nhất để cho chúng ta làm cho cuộc sống chung có ý nghĩa và đáng sống. Cảm ơn Hòa Thượng. Kính mời mục sư. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì ngoài những cái dịch vụ mà chúng ta có thể nói là cung cấp cho nhau trên phương diện vật chất, ăn uống, từ những dịch vụ y tế, sức khỏe, rồi tinh thần, tình cảm, để mà cung cấp những cái nhu cầu của con người, thì khi Chúa Giêsu đến thì Ngài nói là trong khi đi đường đó thì hãy rao giảng nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Tức là con người, những người ở chung quanh chúng ta có những cái nhu cầu mà Đức Chúa Trời muốn là con người hiểu biết Thiên Chúa hay là tìm đến với Ngài là tình yêu. Và Chúa không dùng ai khác ngoài con người, những con người đã kinh nghiệm hay là biết được tình yêu của Chúa để đến và chia sẻ tình yêu cho họ. Rồi trong khi đi đường như vậy đó thì thấy người đau yếu đó thì cầu nguyện chữa lành, người bị phung thì cầu nguyện chữa lành cho họ. Rồi những người bị quỷ dữ áp bức đó thì là đuổi quỷ ra, hay là cầu nguyện xin Chúa cứu sống những người đã chết. Và cuộc đời của con người chúng ta nó có những cái phương diện, nhiều cái khía cạnh, và một trong những phương diện tinh thần mà Chúa đến để mà cứu con người, tìm những người đang bị hướng mất để cứu đó, thì Chúa giao cái việc mà chia sẻ phúc âm hay là tình thương cho chúng ta là những con người đã được kinh nghiệm tình yêu của Chúa và chia sẻ những điều đó với những người xung quanh. Ở trong Matthew đoạn 25 thì có nói đến là cái ngày cuối cùng khi mà Chúa phân chia ra hai bên, dê với chiên một bên, dê một bên và chiên một bên, thì nói đến một cái hình ảnh là những con người đã làm một cái gì đó cho Chúa, cho một cái bát nước lạnh, hay là thấy Chúa bị tù, là thăm viếng, thấy đói thì cho ăn, thấy không có áo quần mặc đó thì là mặc quần áo cho, hay là bị bệnh thì đến thăm viếng, hay là tù thì đến thăm viếng. Thì những người đó đã hỏi Chúa là: Chúa ơi, khi nào mà con thấy Chúa mà con đã làm điều đó? Thì Chúa đã nói: khi mà các con làm một cái việc này cho các anh em của ta là các con đã làm cho ta. Và ngược lại, có cái khung cảnh khác là những người kia không có làm cái việc đó cho những người lân cận, cho những người xung quanh đó, thì đã không làm cho Chúa. Thì cái người mà ngay cả nói là Chúa nói là cho một bát nước lạnh đó, thì cũng sẽ không có bị mất phần thưởng đâu. Nên cái việc phục vụ lẫn nhau, yêu thương, bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho những người khác đó là điều rất là cần thiết và quan trọng trong cuộc sống, làm cho cuộc sống vui tươi, có ý nghĩa hơn. Dạ, cảm ơn xin. Dạ, mình một qua ý kiến. Vâng, kính thưa quý vị, thú vị, chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống chúng ta cần có nhau trong cuộc đời, và cũng rất là tội nghiệp cho những ai mà phải sống cô đơn, riêng rẽ một mình. Chúng tôi nhớ có một cái câu chuyện là có một cái ông kia, thứ cho ông sống xa với những người khác, ông không muốn gần gũi, nhưng mà một ngày nọ ông cảm thấy là mình cần đến người khác, nên ông đi tới gặp một cha xưng tội. Rồi sau đó xưng tội, cha đó hỏi là: như vậy là bao lâu mà đi không đi xưng tội? Ông nói là cả mấy chục năm nay. Rồi cha đó hỏi là: như vậy là lý do như thế nào mà thúc đẩy ông đi xưng tội như vậy? Ông nói là tại vì ông đọc trong cái cuốn sách mà những kỷ lục của thế giới, trong đó có một cái ông kia, ông tạo được cái kỷ lục. Cái kỷ lục của ông, tại vì ông sống xa mọi người, sống ở trong sa mạc khô cằn, và cái kỷ lục của ông là lâu lắm rồi ông không có tắm. Nên là không tắm thì là biết bao nhiêu cái bụi đất nó bám vào trong người, rồi sau đó nó chắc là cũng khô rớt xuống thôi. Nhưng mà có thể là ông quen với cái cơ thể không có tắm của mình, nhưng mà chắc là với những người chung quanh họ không có chịu nổi. Những người nào mà đứng gần ông không có chịu nổi đâu. Đó, ông nghĩ là trong cuộc cái tâm linh của mình cũng vậy, mình cần đến những người chung quanh, cần phải bỏ đi, cần phải cội rửa để mà làm sạch cho tâm hồn của mình. Nên đó, ông mới là đến với đến một loại để mà nhận thêm giải tội, để mà tha thứ cái lầm lỗi. Cảm ơn mỗi chuyện vui của Linh Rạng Quang Hùng. Kính thưa quý vị, chương trình Góc Nhìn Tôn Giáo sẽ tạm ngưng sau phần thông tin và thương mại.